Desert LX 570 sản xuất năm 2008 và được chủ xe nâng cấp lên form 2014 anh em nhé. Thì có thể nói chiếc xe này là một chiếc gọi là Lexus này là sản xuất tại Nhật Bản, xuất qua Mỹ, từ Mỹ nhập về Việt Nam. Năm 2008 thì lúc đó là chưa có Lexus chính hãng, nhập trực tiếp từ Mỹ anh em nhé. Xe này chạy được 81.000 mai, cá nhân, biển số thành phố, màu đen, nội thất da bò rất là đẹp. Có thể nói là một và duy nhất dành cho Lexus 570. Và giá hiện nay là 2 tỷ 350 anh em nhé. Và mời anh em cùng tìm hiểu với tình mẫu Lexus LX 570. Và trước khi đó thì anh em hãy nhớ like, subscribe và đăng ký rung chuông để ủng hộ cho kênh Văn Tình Luxury Car nhé. Và mời anh em xem một số hình ảnh của xe trước khi đến với tìm hiểu về xe nhé. Mời anh em. Thì có thể nói là đầy đủ những thiết kế và đặc biệt là đã nâng cấp lên 2014. Thì không có gì để nói, anh em cùng cảm nhận cụm đèn LED, bi, cảm biến góc, camera 360 độ và đặc biệt cái giá trị nhất là logo Lexus. Gầm cao, ông vua, cái này gọi là ông vua địa hình rồi anh em ạ. Cực kỳ ngầu và đẹp mắt. Và giá cả thì cực kỳ hợp lý anh em ạ. Giá cả cực kỳ hợp lý. Chỉ là 2 tỷ 350 triệu cho một chiếc Lexus 570. Một chiếc và gọi là ao ước của tất cả anh em. Đó là phần đầu xe. Chúng ta cùng xem động cơ của Lexus nha. Động cơ của nó. Động cơ của những đời này là động cơ 570 là 5.7. Nói về Lexus thì động cơ thiết kế cực kỳ sang trọng, hầu như chúng ta sẽ không nhìn thấy gì hết ở trong đây. Không nhìn thấy. Thì ở đây là 5.7 lít và công suất là 382 mã lực. Thì anh em có thể nói được rằng là khi mà chúng ta sử dụng 570 thì mình sẽ không quan tâm về cái gọi là mức tiêu hao nhiên liệu đâu. Đó là những cái yếu tố. Tại vì khi 570 là chúng ta cần gầm cao mạnh chứ không phải là tiết kiệm nhiên liệu. Nó là 8 động cơ V8 nha anh em. Đó là phần động cơ. Mình qua một cái phần gọi là bên hông xíu nha. Thì hông xe anh em sẽ nhìn thấy được là Bộ mâm đã được nâng cấp lên giá trị và nhìn kiểu dáng nó sẽ cực kỳ ngầu hơn. Nâng cấp model lên từ 2008 mà lên mâm của 2014, 2015.
Đây là thông số lớp đâu, thông số lớp nó là lên mâm 20 anh em nha, 285 50R20, mâm 20 thiết kế của Lexus cực kỳ đẹp mắt đúng không anh em. Đó là phần mâm, thì gương chiếu hậu nó là to bản rồi, camera 360 độ từ 2008 mà đã có camera 360 độ, tay nắm cửa mà chrome, tất cả có thể đóng mở bằng nút bấm được luôn ha. Mình chỉ cần có chìa khóa là bấm nút bấm được luôn. Ở cửa sau cũng vậy đó, mình đóng mở ra, mình muốn mở thì mình bấm mở ra là được anh em. Cực kỳ đây, những bộ body, nói chung là cái cảm giác khi mà chúng ta đứng bên hông một chiếc Lexus, mà đặc biệt là 570 là ông vua của phân khúc súp rồi, thì cảm thấy cực kỳ đã anh em, đã phê, cao to, và đi Lexus này thì nó an toàn. Những cái xe này nó có quán tính cực kỳ tốt, ngồi lên xe quán tính động cơ 5.7 và 382 mã lực thì anh em đi cực kỳ thoải mái rồi. Mình ra phía sau nha. Ở phía sau thì 570, dòng chữ rõ ràng là 570, sang trọng và đẳng cấp, với cụm đèn cực kỳ to, bộ body thể thao đây ha, ngầu không anh em. Không cần gì để nói về Lexus nè, LX570. Cốp sau thì nó là cốp sau là cốp điện anh em nha. Cốp sau là cốp điện rồi. Tại sao? Đây là cốp sau thì đối với Lexus nó chia thành hai khúc. Đó, hai khúc để chúng ta mở ra. Không gian khi mình đi 5 chỗ thì cực kỳ thoải mái, và ở đây nó có băng ghế này, điều chỉnh bằng điện hết. Điều chỉnh bằng điện hết anh em nha. Em qua đây mình quay, mình thấy cái ghế nó chỉnh điện cho anh em. Đời 2008 thôi mà đã băng ghế, đã chỉnh điện rồi. Đây. Cực kỳ hợp lý không? Có đầy đủ công nghệ, nó có hết cho anh em rồi. Đó, đây là băng ghế đã chỉnh điện. Mà đến bây giờ là những dòng xe sang nó cũng chưa có nữa. Đó, gập lên thôi. Đó, gập lên đó không? Ghế chỉnh điện băng ghế thứ sau. Đó, camera 360 độ. Cái này là để bỏ đồ nè. Đó, dụng cụ của nó, những cái gì có của Lexus 570 cực kỳ ngầu. Cốp điện anh em nha. Bây giờ đóng xuống cái đây. Đó, cốp điện. Hầm hố của anh em, 570, 2.350 là chúng ta đã có một chiếc xe Lexus 570 rồi. Giờ vào tìm hiểu công nghệ của Lexus mà chỉ là 2008 thôi, đã có những công nghệ gì đặc biệt không anh em? Mời anh em. Sang trọng và đẳng cấp, đó là những gì được chia sẻ trên mẫu xe Lexus LX570. Mặc dù nó chỉ là năm sản xuất là 2008 thôi anh em nha, nhưng mà trang bị, công nghệ, thiết bị đồ đầy đủ là có hết trên xe, có hết luôn anh em. Cực kỳ đã không? Cực kỳ. Đề bằng nút bấm nè. Đóng cửa nè. Camera 360 độ nè. Đó. 208 nhưng cực kỳ rõ nét anh em nha. Hệ thống âm thanh đây, cái đĩa đầu này là 6 đĩa. Hệ thống đầy âm thanh, dàn lạnh, hộp số tự động 6 cấp. Sấy ghế có đầy đủ hết. Đặc biệt ở đây, anh em sẽ nhìn ở đây, nó có chế độ xe mình là luôn luôn hai cầu nhanh, hai cầu chậm ha. Cái này là chế độ của hai cầu chậm. Đây, để vượt xa lầy. Cái này là chế độ nâng hạ gầm ha, tại vì hồi nãy mình có nói là xe phục hơi rồi đó. Cho nên nó có chế độ hạ gầm hoặc nâng gầm. Còn ở đây là chế độ động cơ. Có 3 chế độ: Comfort, Normal và Sport thể thao. Cool Sport, hộp lạnh. Đây, đó, anh em thấy không? Cool Sport, hộp lạnh. Tạc. Rồi, lên đây một xíu là tất nhiên là mình sẽ nhìn thấy cái cửa sổ trời ở đây. Cửa sổ trời. Sunroof open. Đó, cửa sổ trời. Từ 2008, nói chung là
dòng xe này là dòng xe mơ ước của tất cả mọi người anh em ạ. 570 khi mình đi, mình đạp cái quán tính cái xe này mà mình ngồi, mình cảm giác cực kỳ an toàn luôn, cực kỳ an toàn và thoải mái. Đó là những gì khi mình ngồi vô là mình cảm thấy nó thoải mái rồi, thật sự luôn. Và bây giờ bằng ghế thứ hai để có anh em có những cảm nhận về nó anh em nha. Tất cả hàng ghế của Lexus 570 chúng ta là đều là chỉnh điện hết. Ghế thứ sau chỉnh điện thì không có lý do gì ghế này không chỉnh điện. Ngồi cực kỳ rộng rãi và thoải mái anh em ạ. Rộng rãi thoải mái, đó là một trong những yếu tố làm nên thương hiệu của nó, vừa an toàn vừa thoải mái. Nó 7 chỗ, hay băng ghế này 3 chỗ là được cái nó thiết kế này anh em. Thấy cái chân không? Sàn nó phẳng, ngồi cũng rất là thoải mái nha anh em. Thoải mái lắm luôn. Thì ở đây nó có những trang thiết bị giống như là màn hình gối đầu được chủ trang bị ha. Dàn lạnh phía sau, sấy ghế hàng phía sau, màn hình trần là riêng nguyên bản nha, chứ không phải là trang bị thêm đâu. Trang bị thêm thì nó không được liên lạc. Và cái này nè, mình muốn mở cái màn hình thì mình phải mở phía trước, giống như dàn lạnh nó có chữ rear của dàn lạnh thì màn hình nó cũng có rear của màn hình để mở. Nói chung là hệ thống cực kỳ an toàn rồi anh em ạ. Ngồi thoải mái, hệ thống đẳng cấp. Đó là những gì cơ bản review toàn cảnh cho anh em của mẫu Lexus LX 570 2018 mà được anh em đã lên được cái model 2014 rồi. Rồi, đó là những gì tình muốn chia sẻ đến anh em để mẫu Lexus này nha. Tình Luxury Cars chuyên cung cấp các dòng xe lướt, xe qua sử dụng chất lượng, uy tín, với mức giá hợp lý, ưu đãi hấp dẫn. Hỗ trợ vay ngân hàng, rút hồ sơ gốc, sang tên đăng ký xe, giao xe tận nhà. Liên hệ ngay 0962 86 39 39 để nhận tư vấn.